Làm sao để biến một bụi hoa giả quỳ ven đường trông rất bình thường như thế này trở thành một bộ ảnh nàng thơ đốn tim như thế này nè? Bí quyết nằm ở tips cuối của video, cả nhà chú ý xem nha. Tip đầu tiên, chụp ảnh với hoa giả quỳ thì các bạn không có nên chụp toàn thân, nhất là những bụi hoa nhỏ như thế này. Phần dưới ít hoa sẽ làm lộ khuyết điểm như thế này. Giờ mình thử cách Sam chỉ nha. Xoay ngang điện thoại, lấy nửa thân trên thôi và canh nóc nhà ở 1/3 khung hình nè. Lấy bông hoa giả quỳ làm tiền cảnh để tạo chiều sâu cho bức ảnh. Wow, ai mà đẹp dữ thần. Tip thứ hai nè, canh góc cho người lời. Canh cái góc đẹp á thì giả bộ làm biếng nha, đừng vội di chuyển, đứng yên ở đó chụp thêm vài tấm nữa, nóc nhà về tha hồ mà lựa chọn. Một người chụp mà hai người vui. Zoom 2x, xoay dọc điện thoại là có ngay tấm ảnh khác. Đứng yên sương sương mà ba tấm đẹp rồi đó. Nên các anh em không cần phải lăn xả chi cho cực, cứ canh cái góc đẹp cho Sam là chụp ảnh dễ như ăn kẹo. Tiếp thứ ba quan trọng lắm nè, cả nhà nhớ kỹ nha, linh hoạt giữa các ống kính. Người chụp có tâm là phải linh hoạt giữa các ống kính nha. 1x rồi 2x rồi 3x. Nếu mà có iPhone 15 thì mình quất luôn 5x, sử dụng ống kính tele là có ngay tấm hình đẹp nhất ngách. Bonus thêm một tấm ảnh nền laptop nữa nè, sử dụng chân lung tele nha. Thêm tí topping nắng vàng vào là ảnh toàn của nghệ. Đây là một trong rất nhiều kỹ thuật được chia sẻ trong khóa học quay chụp bằng điện thoại online và offline của Sam.